Liên quan vụ rơi máy bay trực thăng xảy ra tại vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, ngày 6 tháng 4, lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn, đồng thời tiếp tục khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích. Trong sáng mùng 6 tháng 4, Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn sử dụng thiết bị bay không người lái tìm kiếm từ trên cao, rà soát các đỉnh núi và mặt nước trên phạm vi rộng. Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ tư trong vụ tai nạn. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm hộp đen chiếc máy bay gặp nạn. Đến trưa cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay, đồng thời cơ bản trục vớt được các mảnh vỡ từ chiếc máy bay. Tính đến trưa nay mùng 6 tháng 4, đã có hơn 600 người tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng biên phòng Quảng Ninh 46 người, biên phòng Hải Phòng 15 người, cảnh sát biển 18 người, quân chủng hải quân 38 người, trong đó có 9 thợ lặn. Quân khu 3 cử 218 người và 270 người thuộc lực lượng khác. Như đã đưa tin, trước đó vào khoảng 16 giờ 56 phút ngày mùng 5 tháng 4, Đại tá phi công Chu Quang Minh, 59 tuổi, lái trực thăng số hiệu Bell 505 VN 8650, chở theo 4 du khách gồm Hồ Tá Lực, 59 tuổi, Nguyễn Thị Hội, 60 tuổi, Hồ Thị Oanh, 51 tuổi và Phạm Thị B, 65 tuổi, cùng quê thành phố Đà Nẵng, ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Đây là chuyến bay thứ tư trong ngày của công ty trực thăng miền Bắc. Đến 17 giờ 6 phút, máy bay trên đã mất liên lạc tại vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Hơn 2 tiếng sau, thi thể ông Hồ Tá Lực và một nữ du khách cùng nhiều mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở vùng biển trên. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan địa phương liên quan khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất, hiệu quả nhất, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.